công ty của bọn tôi được sự chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân quận trông xe miễn phí từ mùng 1 đến mùng 5 Tết. Bọn tôi thì có hai bãi xe, bãi xe ô tô và bãi xe máy. Bãi xe máy với sức chứa là 1.000 xe và lượng xe trông giữ là khoảng 2.000 chiếc một ngày. Bọn tôi có khoảng độ 50 nhân viên trông giữ xe máy và ô tô. Nhân viên đấy là thời gian hoạt động là từ bọn tôi làm từ 7 giờ cho đến 7 giờ sáng đến 10 giờ tối. Là sau 10 giờ tối bắt đầu dọn dẹp bãi xe và 12 rưỡi nghỉ. Người dân tỏ ra là khá hài lòng và thoải mái. Tất cả những cái điểm trông giữ xe ô tô và xe máy miễn phí. Bọn tôi hỗ trợ rất nhiều cho việc phân làn và tránh ùn tắc khi người dân tham gia đi tham quan phụ và đi lễ bái.